Vào thế kỷ 21, một nghề nghiệp mới được ra đời, đó là nghề chạy việc chuyên nghiệp. Họ hoạt động giữa ranh giới trắng và đen. Chỉ cần chi số tiền đủ lớn, họ có thể làm bất kỳ chuyện gì giúp bạn. Trong số những người này có một người cực kỳ bí ẩn. Anh ta luôn mặc bộ đồ đen, bắt đầu hoạt động khi màn đêm buông xuống, di chuyển trên nóc các tòa nhà trong thành phố. Với trực giác như dã thú và võ thuật đỉnh cao, anh ta chính là Killer, người giỏi nhất trong số những người chạy việc. Hôm đó, anh nhận được một ủy thác có nội dung rất kỳ lạ. Đó là lấy được DNA của cô gái này. Anh theo đuôi cô lên xe, vốn định nhân lúc cô ngủ giật một sợi tóc là xong việc. Ngờ đâu cô gái cực kỳ cảnh giác. Sau khi xuống xe, anh lại đi theo cô nhưng vẫn không có cơ hội ra tay. Lúc này, một người giao hàng từ trong hẻm quẹo ra. Anh ngắm chuẩn hướng rồi đá cái lon. Nhân lúc hỗn loạn, anh cướp ba lô của cô gái. Tiếc rằng trong ba lô chỉ có sổ với bút viết, không có thứ gì dính líu được tới DNA. Đúng lúc này cô gái đẩy cửa nhà vệ sinh. Đã làm thì làm đến cùng, Healer kéo tay cô gái, cắt móng tay cô rồi biến mất. Hôm sau Healer vừa làm xong nhiệm vụ khác, đang định đi ăn một bữa thì khách hàng lần trước lại gửi fax đến thông báo nhiệm vụ bước vào giai đoạn 2. Trên tờ fax tổng cộng có 3 nhiệm vụ, mỗi khi hoàn thành một việc sẽ nhận được 5 triệu thù lao. Chuyện đầu tiên, điều tra bối cảnh cha nuôi của cô gái, hoàn thành. Chuyện thứ hai, ghi chép lại một ngày của cô gái, hoàn thành. Chuyện cuối cùng có hơi buồn cười, điều tra xem ước mơ lớn nhất của cô gái là gì. Healer lẻn vào nhà cô, lật tung điện thoại và máy tính nhưng không tìm thấy bất kỳ thứ gì có liên quan đến ước mơ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Healer vội vàng trốn xuống giường. Cảnh tượng tiếp theo làm tim anh chàng đập thình thịch. Đến tối anh lại lẻn vào lần nữa, lần này cuối cùng anh cũng thấy ước mơ cô gái treo ngay trên tường. Tấm hình chụp đang treo đó chính là bản thân anh. Sáng hôm sau tòa soạn, cô gái đang làm việc đón một đồng nghiệp mới. Đêm đó, sau khi thấy hình chụp của mình, Jung Hui đã sinh lòng nghi ngờ với Yang Sin. Hai người trên tường, một người chính là anh, người còn lại nếu không lầm thì chính là người đã thuê anh. Bởi vì trong lúc đang ẩn núp, anh từng thấy anh ta xuất hiện ở trước cửa nhà Yang Sin. Jung Hui muốn biết có phải Yang Sin là mồi nhử được tung ra để dụ mình không. Thế nên anh ngụy trang thành đồng nghiệp của Yang Sin, trà trộn để âm thầm điều tra. Trong tầng hầm gửi xe của một khu nhà cao cấp, trên một chiếc xe sang chảnh, người đàn ông ra tay đánh một cô gái, mà cô gái này chính là nữ minh tinh đang nổi tiếng gần đây, Jo Yeon Hee. Yang Sin ngửi được mùi tin độc quyền, cô đuổi theo lên tận nóc nhà, lại thấy Yeon Hee đang đứng trên lan can định tự sát. Hóa ra những diễn viên không có bối cảnh như Yeon Hee, chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay đám tài phiệt. Cô không chịu đựng nổi những ngày sống không bằng heo chó này, nhưng không cách nào giúp mình giải oan, chỉ đành tìm đến cái chết để giải thoát. Yang Sin hứa sẽ giúp rồi dẫn cô đến chỗ người cha là luật sư nổi tiếng của mình. Theo kết quả điều tra của ông, chuyện này không hề đơn giản. Đằng sau vụ án xâm hại này là một mắc xích lợi ích khổng lồ của một tay nghị viên. Đứng trước quyền thế khổng lồ đó, đừng nói là tố cáo, không bị cắn ngược lại đã xem như may mắn. Nhìn đôi mắt tuyệt vọng của Yeon Hee, Yang Sin quyết tâm phải minh oan cho cô. Nhưng Yang Sin không biết rằng nguy hiểm đang chậm rãi tiếp cận mình. Hôm đó cô và Jung Hui lái xe đến nhà giám đốc Hoang, kẻ đã đánh Yeon Hee, để tìm chứng cứ, lại bị một đám người áo đen bao vây. Giám đốc Hoang nâng cầm Yang Sin lên, ngữ khí ngả ngớn: cô còn chưa hiểu à, dù cô có biết bao nhiêu bài báo cũng đừng mơ đăng được. Tờ báo của chúng tôi chắc chắn sẽ đăng, vậy tôi sẽ cho người cấm cửa các người. Nói rồi ông ta gọi một nữ minh tinh qua, vớ lấy cây chổi đánh tới tấp vào người cô. Yang Sin bị cảnh tượng này hù chết khiếp, run rẩy không thôi. Hoang thấy vậy lại buông lời nhục mạ. Jung Hui đứng một bên không nhịn nổi nữa, nhưng vì không để lộ thân phận, chỉ đành ngắm vào hàng kệ đặt cây tính toán một phen. Nhân lúc hỗn loạn, Yang Sin kéo Jung Hui bỏ chạy. Bên kia, cha Yang Sin dẫn theo Yeon Hee đến cục cảnh sát báo án, thì bị báo cho hay Yeon Hee đang bị truy nã. Lúc này dư luận bùng nổ, tất cả phóng viên đều đang săn tin. Nữ minh tinh nổi tiếng bị tình nghi quấy rối lãnh đạo. Đây chính là sức mạnh của quyền lực. Chỉ cần một câu nói của nghị viên đã có thể biến Yeon Hee từ nạn nhân trở thành tội phạm. Ngay lúc họ hết đường xoay sở, một người đàn ông xuất hiện giúp đỡ họ. Anh ta là Kim Moon Ho, một phóng viên đứng trên đỉnh dư luận, cũng chính là khách hàng thần bí trong hình chụp trên tường nhà Yang Sin. Jung Hui thấy cá lớn đã xuất hiện, mọi chuyện đã dần trở nên thú vị hơn. Cô cháu gái thất lạc nhiều năm, được anh ta bỏ ra số tiền lớn tìm kiếm, giờ đang đứng trước mặt anh ta. Anh ta muốn giúp cháu hoàn thành ước mơ, trở thành một phóng viên vĩ đại, muốn đánh bại những kẻ đứng trên cao đó. Cách tốt nhất là tìm được chứng cứ, rồi công bố nó ra ở nơi mà nhân dân cả nước đều có thể thấy. Mấy hôm sau chính là ngày tranh cử chức thị trưởng, đó chính là nơi thích hợp nhất. Kim Moon Ho tiếp tục ủy thác Healer, Jung Hui hóa thân thành Healer lần nữa quay lại nhà giám đốc Hoang. Chỉ bằng vài cú nhảy, anh đã lẻn được vào nhà rồi đánh ngã ông ta. Ông ta quỳ xuống cầu xin Jung Hui tha cho mình, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được. Jung Hui đáp trả bằng đúng cách mà gã đã đối xử với Yang Si hôm đó: đánh con gái vui nhỉ, sau này còn dám nữa không? Không dám, không dám nữa. Lấy được video chứng cứ phạm tội của giám đốc Hoang và nghị viên, Jung Hui hẹn Yang Si đến sân thượng gặp mặt. Sau khi giao USB cho cô, anh vốn định bỏ đi ngay, nhưng Yang Si vươn tay giữ lại, cảm giác này rất quen thuộc.
tòa soạn lấy được USB, vội vàng tập luyện để có thể đưa chân tướng đến trước mặt người dân cả nước một cách tốt nhất. Nhưng trước một ngày diễn ra họp báo, Yang Si đã xảy ra chuyện. Hôm ấy cô đang đi thang máy thì xảy ra tai nạn. Nghị viên giải quyết được nguy cơ tiềm ẩn trong buổi họp báo, bình tĩnh nói sẽ đối xử với dân chúng như người nhà. Ngay lúc dư luận đều hướng về phía ông ta, một phóng viên ăn mặc đẹp đẽ đứng lên. Giám đốc Hoàng của công ty xây dựng Chegook đã giới thiệu cô gái đó cho ông. Đổi lại ông ta nhận được gì? Chuyện quái gì thế này? Khi công ty Chegook trúng thầu gói xây dựng cống thoát nước, ông là chủ tịch ủy ban tài chính phát triển nhỉ? Không lâu sau đó ông mua một căn hộ. Đó cũng chính là nơi ông đã giở trò uy hiếp cô Yeon-hee. Một ngày trước, nghị viên đã mua chục nhân viên bảo trì tòa nhà. Canh lúc Yang Si vào thang máy, ngắt điện sau đó cắt dây cáp. Ngay trước lúc thang máy rơi xuống, Trung Huy đã đuổi đến kịp. Anh có gắn máy nghe lén trên người Yang Si nên nghe cô cầu cứu là chạy đến ngay. Trung Huy vội gắn dây an toàn rồi nhảy xuống dưới. Trước khi dây cáp bị đứt hẳn, anh đã may mắn túm được sợi cuối cùng, thành công cứu thoát Yang Si. Lúc này Yang Si cuối cùng đã nhìn rõ mặt Hiller, chính là Trung Huy trước nay luôn yếu đuối. Không lâu sau, Moon Ho chạy đến. Vì quá lo lắng, ông đã gọi ra cái tên trước khi Yang Si được nhận nuôi. Cuối cùng hai chú cháu cũng nhận nhau. Chân tướng vụ án xâm hại lần này được phát trực tiếp trên đài truyền hình nổi tiếng. Cả nghị viên và giám đốc Hoang đều bị phán tù vô thời hạn. Nữ phóng viên Yang Si và người bảo vệ của cô đã đưa công lý đến nơi bị bóng tối bao trùm.